Ồ, đánh đố bạn, đánh đố bạn. Người chào mừng người trở lại với channel của mình. Woo! Và hôm nay mình sẽ trở lại với series The White Door bạn, như lần trước mình đã hứa. Và hôm nay mình sẽ chơi The White Door. Và để mình vô coi mình chơi tới ngày mấy à? Ngày 3 rồi bạn. Yes, ngày 3. Trong lúc mình edit video của tập trước thì mình thấy cái này nè các bạn. Ôi chả gì hết. Mày có lẽ là để gì rồi bạn? Tới giờ để kiểm tra. Kiểm tra lâu lắm thề. I hope you sleep well. Right. The barefoot man in reader. Để mình coi cái này đây. Để mình phải coi cái này bạn mình mới biết được. Lắp vô. Lắp pin vô rồi đúng không? Ở đây pin ra đây bạn. Đây. Đúc. À rồi rồi. Mình phải mở này các bạn. Đấy. Hey, are you late again? Đó. Hay là gì? Chấm chấm chấm. Ồ. Nó sẽ đưa mình cái code Canary. Đấy. À đây 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 đây. Canary. Ồ chết. Ê đúng rồi, ủ má. Gì vậy? Đi rồi. Chưa đâu. Đây. Đúng luôn. Where did you work? Look. À, đây nè bạn ơi, nãy giờ mình tìm lộn chỗ. 30 lay. 30 lay ST, 30 lay ST. Đúng rồi bạn, trời ơi. U má. Cái Ones thì mình cũng chả biết nó nằm ở đâu nữa bạn. 16 hả? Không ta. Có 16 không? 16 Park. À rồi, ra rồi, ra rồi. Nãy giờ mình ấn cái kia kìa các bạn. À, RD. Đúng luôn. 837. Nãy giờ mình cứ nhầm cái đó là cái gì các bạn? Không đúng à. Ở đâu? Emergency call nè. 827 con nạn. Nhầm ở hai số thôi mà. Nhầm một số chứ. Fish đi, mình thích ăn cá hơn bạn. I was not, oh, kìa. Rồi mình coi có ai ngoài đứng đợi mình không. Nó vẫn dậy. Ok, mình sẽ làm bài test bạn. Này chơi sao nhỉ? Thôi. What the? Mình không hiểu luôn. What? Chả hiểu nó để đâu. À đâu rồi. À. Cái bàn nè. Ồ. Vãi. Chụng ha, chụng ha. Mở nó. À cái đó là cái cửa sổ. À rồi rồi rồi. Mình cứ tưởng căn phòng khác không bạn. Cái này hả? Này là cái cửa mà. Ui ăn thôi, có cá rồi. Trời ơi. Phật. Ủa không ăn được đuôi hả? Ăn đuôi đi chứ. Ăn mẹ luôn mắt. Không biết cái thuốc gì vậy bạn. Ok. Các bạn mình sẽ đi tập cái này coi nó có gì mới không nhỉ. Cái gì đây? Ít đù. Mấy gì luôn. Cái này mệt lắm không? Ui nó gọi là đúng vậy luôn. Ok giờ đi ngủ bạn hả. Trời ơi, vô giấc mơ, vô giấc mơ, hoặc là nó sẽ xem lại câu chuyện của bạn ngủ chả biết nữa. Ngủ đi. Ủ lo ra hình như nhớ về nhỏ nó nữa hả. Đi đám bỏ bố mày. I woke up in the afternoon again. Ừ đúng rồi. I had no reason to get up. Get up nè, mở lên. Chị mở ra cho anh nháy một nhà đi. Nữa hả? Who and found there? No sign of. Oh Bob, you have to wake up. Ủa gì vậy? Nước đỏ nó cũng bị lỗi, nó khó chịu rồi, núm. Giờ làm sao?
Tiếp hả? Ngủ tiếp hả? Phải. Trời, đĩ nhỏ nó chết đi. Chết rồi ư? Vãi. À sao? Khóc tiếp hả? Rơi xuống hết luôn. Điện thoại. Đây hả? Đây hả? Hello, Mr. Hill. Please open the door. Please. Thank you. Làm cái nói liền luôn. Cái ra coi. Ủa? Để nhỏ nào ở đây? Good afternoon, Mr. Hill. Oh, man. Our condolences for your loss. Please accept our gift. Tặng mà ăn shipper mà làm quá bay. Hai sao vì gì? Nè cả thiệt. Toàn mơ thấy gì đâu không. Đáng thiệt. Qua ngày 4 bạn. À giờ mình mới phát hiện ra là mấy người đó vô nó làm mỗi giấc mơ sẽ làm gì mình bạn. Mình sẽ kiếm ra chân lý sự thật là hôm qua cái này bạn. Ngày mưa rồi bạn. Hôm nay ok mình sẽ ăn trước các bạn. Mình là vậy các bạn. Không cần đánh răng súc miệng gì đâu. Ấn cái coi. Ok tiếp theo là cái gì? Check up nữa hả? Trời ơi. Này là cái gì nhỉ? Bức tranh hay mà. Ủa, mất hết rồi các bạn. Hình như mấy người đó lấy hết của mình rồi các bạn. Tới ngày 20 là mình sẽ được ra có thể là. Mình cũng chả biết nữa các bạn. Ok, ngày hôm nay sẽ có gì đặc biệt. Được rồi. Giờ trả lời mấy. Số khách hàng là gì? Số khách hàng đây nè. H1. Ồ, mình hình như HL1. HL. Không, H1931. H1931 GL. Yes. Và sao tao biết? Tự. Đây nè các bạn. 26 tháng 11 1971. 26 tháng 11 1971. 26. Không biết dịch đúng nha, đừng ném bá nha ba. Sao gì phải là. Ồ, không biết mình không hiểu sao nó nằm mơ mà có thiệt luôn à. À kiểu như mấy ông bác sĩ này làm gì mình bạn mình. Mấy bạn cũng đã hiểu ý mình nói nha. No, mình sẽ chắc chắn rồi đi luôn. Hép cái quần què vậy. Ủa má mày. Có trò gì mới không? Hay da. Ủa cái này khó nha. Ồ sao. Yes. Cái gì đây? Ủa ăn rồi. Ngon. Ăn luôn. Uống luôn. Ok mình sẽ đi tập thể dục. Nghe trò gì mới nữa không? Bản đồ bạn, bản đồ bạn. Bản đồ, bản đồ, bản đồ. Ok, nếu tập đại mình chơi đó thôi. Nếu bạn thích video này hãy để lại cho mình một like, một subscribe. Ngoài ra chia sẻ để là mình có thêm động lực làm tiếp cái video tập sau. Và tập sau chắc chắn mình sẽ thoát khỏi căn phòng này. Ok bạn, mình sẽ thoát khỏi căn phòng này. Bye bye.